Xin chào, mình là Thủy Son. Lại xem mình đến văn phòng nhé. Hôm nay trời nhiều sương mù lắm. Nhiều như trên đỉnh núi vậy. Nhưng trời không mưa là hạnh phúc rồi. Nếu trời mưa mình di chuyển mệt lắm. Trang phục hôm nay của mình nè. Mắt kính của mình bị mờ do sương hay sao ? Mình sẽ cố gắng quay video để coi phòng trọ xong sớm. Vừa rồi mình bận giải quyết một số công việc nên chưa xong. Mình đang đợi thang máy. Ok, phải làm thôi. Đây là tranh vẽ chiếc ô tô mơ ước của mấy em nhỏ. Ngày trước đi học có 5 điều Bác Hồ dạy. Khi làm ở Toyota thì có 10 điều nè. Để vui, nay vắng khách quá. Anh làm mình ghé xem khu vực trang trí của Lotte. Video này mình quay lúc dịp mùng 8 tháng 3. Hoa này cử động được ý. Trông đẹp nhỉ. Mình phải tranh thủ chụp ảnh. Phải che mặt mấy người phía sau mình. Ok, xong rồi đi về thôi. Cái tay mình thừa quá nên hay vuốt tóc ý mà. Mình rất thích không khí làm việc tại đây. Nó mang cái vai công sở nghiêm túc nhỉ. Có bạn nào thích làm ở đây không? Phải đeo khẩu trang thì mới không ngại khi đi đường chứ. Đôi khi mình cũng cảm thấy việc đi bộ khá mệt. Nhưng cánh tăng đường nếu đi xe máy làm mình thấy mệt hơn. Chỗ này nghịch ngợm một chút nè. Mình enjoy với cuộc sống độc thân này. Cứ nghĩ đến cảnh đi làm về rồi chăm con nữa. Thật là mệt. Khi đó chắc mình phải chạy như một cái máy. Không thể nào sống chậm được nữa. Mình sẽ tận hưởng thêm quãng thời gian này. Khoảng tầm 3 năm nữa. Lúc đó kết hôn vẫn chưa muộn. Sang đường nên phải nhìn ngó cẩn thận. Ánh đèn thành phố trông thật đẹp. Mình đang đi ra điểm bắt buýt. Đợi xe buýt nên rảnh rỗi quá. Mình nghe nhạc để lấp đầy thời gian trống. Ngắm nhìn mọi vật xung quanh chuyển động. Ok, mình chưa xe buýt rồi. Chỗ này họ đang thi công đường nên tắc lắm. Mình phải chọn một hướng đi khác. Mình đi lên trên một đoạn rồi vòng lại. Đi qua cửa hàng bán đồ gốm. Vào đây mà làm vỡ một cái thì toi. Vì thiếu ánh sáng nên video không được nét. Mình đi qua hầm đi bộ. Trong hầm vắng vẻ nhưng có người canh gác. Mình chưa gặp cảnh móc túi ở đây bao giờ nên cũng khá yên tâm. Thực sự mình rất thích được làm tự do tại nhà. Mình đang cố gắng hướng đến mục tiêu đó. Có lẽ sẽ sớm thôi. Trên đường về có chỗ mình sẽ tua nhanh.
che mặt người xung quanh để thể hiện sự tôn trọng với họ. Các bạn có thấy quãng đường khá xa không? Đến con ngõ nơi mình ở rồi nè. Cảnh ở đây không đẹp lắm. Mình thấy bên nước ngoài cảnh đẹp lắm luôn ý. Nhưng mỗi nơi sẽ mang nét văn hóa riêng. Mình đi qua một cửa hàng hoa handmade. Nhiều ngõ ngách hẹp lắm. Chỗ mình còn không phải đi sâu vào bên trong nhiều. Cũng là một điểm tốt. Mình chưa tìm thấy nhà trọ nào tốt như nơi mình đang ở. Mình quen với nhịp sống ở đây. Và khó để chuyển đến một nơi khác. Ngoại trừ có đủ tiền mua chung cư trên Hà Nội. Ok, mình về đến nhà rồi. Hôm nay mình đi tuyến buýt khác, nên mình đang đi bộ trên một con đường khác. Đây là đường Đào Tấn nha. Đường này cũng có lúc bị nghẽn một đoạn dài, nhất là khi trời mưa. May là công ty mình cho phép đổi ca linh hoạt. Nếu khi nào muộn giờ làm, mình có thể đổi sang một ca làm việc khác. Để làm bù giờ số phút đi muộn đó. Nói chung rất linh hoạt và thoải mái. Sau đó mình ngồi làm việc chăm chỉ. Sao cái camera của mình lại mờ thế này? Mình không để ý chắc nó bị dính bụi ý. Đến trưa thì xuống siêu thị mua đồ ăn. Có nhiều loại bánh mì rất hấp dẫn. Mua xong rồi đi thanh toán thôi. Mình đi thang cuốn để lên trên. Thang máy thường không đông người đâu. Nay mình ăn bánh mì với salad. Buổi chiều mình xuống dưới chân tòa Lotte để lấy một đơn hàng Shopee. Tòa Capital Place đối diện nè. Nhanh chân để ra gặp shipper. Ngoài trời đang gió to lắm. Chống chọi với cơn gió. Vào đến nơi thì tóc không còn là tóc. Ngày thứ ba lại trên con đường quen thuộc. Hôm nay mình mặc đồ thoải mái chút xíu. Với cái dáng người nhỏ bé của mình, mình có thể trông như một em sinh viên.
hoặc người đi làm trưởng thành, tùy vào trang phục mình mặc ý. Nhưng mình thực sự muốn sống chậm lại, không muốn tỏ ra phải trưởng thành. Khi nào cần trưởng thành mình sẽ thể hiện nó. Nó là cái bên trong mình mà. Còn mình vẫn muốn được sống vui vẻ hồn nhiên, đáng yêu mà. Trang phục như sinh viên của mình đây. Cô bạn gái của thằng em trai mình kiểu đối lập mình nên nó ghét mình lắm. Đây là bữa trưa hôm nay của mình. Các bạn đi làm có vui không? Công việc của mình nhiều lúc cũng khá vất vả, nhưng bù lại mức lương khá tốt, giúp mình có thời gian để theo đuổi đam mê nữa. Mình nhớ có lần mình bị nhiễm Covid. Nay là đợt đó mình ở cùng thằng em trai mình, nên nó nấu cơm cho mình ăn, hút thuốc và chăm sóc mình. Rồi nó thấy mình thức khuya để hoàn thành công việc. Nó hỏi, mày bị mất ngủ thật hay là cố thức đấy? Đúng là mình cố thức đến tận 3 giờ sáng. Mình có thể ngủ được nhưng mình không được ngủ, vì trách nhiệm công việc nên cần hoàn thành. Mình được làm ở nhà nên sáng mình chợp mắt chút. Qua được mùa cao điểm đó cảm thấy thật thoải mái. Mình nói thật mình là một đứa thật thà. Hiểu các bạn thấy trốn công sở hay mình vé nọ kia. Thằng em mình cũng bảo mày ngốc chỉ có thiệt thôi. Nhưng mình không quan tâm vì mục tiêu của mình là cái khác. Mình không cần thăng tiến trong công việc. Mình tập trung vào phát triển đam mê của mình hơn. Nên ngoài giờ làm ở văn phòng, mình dành thời gian đó để nghiên cứu làm YouTube. Đúng là làm YouTube không hề dễ dàng đâu, nhưng mình không sợ. Mình chỉ sợ không đủ tiền để theo đuổi đam mê thôi. Như các bạn thấy video trên YouTube cũng được các YouTuber đầu tư nhiều lắm. Vậy với một người chưa có gì thì sẽ như thế nào? Các bạn có để ý mà xem, video đầu tiên của họ sẽ rất thiếu sót. Những video sau sẽ dần cải thiện hơn. Nhưng hầu hết người đăng ký sẽ bắt đầu từ video số 5 trở lên vì được đề xuất. Nhưng mà không có việc thực hành ở video 1, 2 thì làm sao có được đề xuất ở video thứ 5. Cho nên cứ tiếp tục bước tiếp nhé. Mình phát hiện ra mình có quay một video unbox một đèn tam giác mà các bạn thấy trong video trước, nên giờ chiêu chiêu xem mình khui nó nhé. Nhìn bề ngoài nó đẹp cuốn hút nhìn. Không biết các bạn đã nhìn thấy cái này bao giờ chưa? Mình thì do lướt TikTok thấy mấy bạn đẹp comment làm việc ý, mình dán siêu dính chắc luôn, rồi hướng dẫn lắp ráp. Ổng kết nối các đèn lại với nhau, điều khiển từ xa, dây cắm điện. Thế rồi, chỗ này mình quay nhanh chút. Khui hết các món này ra. Mình đang nghiên cứu xem xếp hình gì. Xong rồi thì dán miếng dính vào.
A few moments later. Và đây là thành quả. Giờ sau sẽ có video để có phòng trọ nhé. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo nha. Bye.